Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng chú ạ, hiện tại em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Đề Chia và hiện tại đang đứng ở chỗ đoạn ngã ba. Chỗ này em Tuyên tính ra nó là đúng rồi ngã ba, gọi là phải ngã tư cơ chú ạ. Đây nha, một đường lên bên trên này, lên chỗ bên cổ trên này là nhà trường học và nhà chú Phành này. Bên này ra bên này thì là ra chỗ bằng nhà chú Sử trưởng thôn này. Bên mé bên này thì ra chỗ nhà em Thề này. Và tại sao ngày hôm nay em Tuyên đi đến đây thì thưa cô chú thì như mọi người thấy hiện tại mấy hôm vừa rồi là trời mưa nên là đường bây giờ đối với tông của mình rất là sạch, khác với những cái lần mà chúng ta chưa làm đường nội thôn này thì em Tuyên nghĩ là sau những trận mưa thì nó sẽ là đất, nó chính là đất và thề đi từ nhà thề ra đến chỗ nhà anh Sì hoặc ra đến đây thôi thì chắc chắn là chân tay phải sắn ống rồi nè, vì nó còn nhiều đất đỏ và nó đi nhất nhát. Còn bây giờ thì em Tuyên đứng đây và mọi người xem này, rất là sạch luôn, cảm giác nó được gột rửa lại nhìn rất là sạch. Và bây giờ thì em Tuyên xin mời tất cả cô chú anh chị vào với gia đình em Tuyên để thứ nhất là em Tuyên thông báo những cái số tiền mà các cô các chú anh chị đã ủng hộ cho gia đình em Tuyên và để có thể hỏi cho gia đình em Tuyên để xây một ngôi nhà cho người chia thì gia đình em Tuyên hết bao nhiêu tiền, xem khác hay sống với những hộ gia đình khác là những gia đình đã xây bên người chia mình xem là kinh phí nó cao không. Một con đường rộng cũng chỉ là chỗ này là nói thật với mọi người là cũng rơi tầm 1 mét, đường bên này là hơn 1m1 này, 1m1, 1m2 này, đường ở chỗ chú đất nhà chú Sử này đấy, và bên trên này là 1m đấy, thì chúng ta đã có những cái con đường nội thôn sạch sẽ rồi. Và thề nhá, thì đợt này nhà chú Sử đang bận, chú Sử đang đi làm thuê vẫn ở nhà quầy 2 đúng không? Đúng ạ. Thế thì đợt tới này thì xem là chú Sử làm thuê xong ấy thì về để họp thôn nhá. Vâng. Họp thôn là thứ nhất là anh phải thông báo cái số tiền mà chúng ta đã làm hết con đường nội thôn này. Wow. Với cái đường dây nước tất tật chúng ta đã làm trong thời gian qua, làm hết bao nhiêu tiền. Wow. Còn bao nhiêu tiền để thông báo cho cô chú biết. Wow. Và cái thứ hai là như anh đã nói với em và hôm trước để em nói cho chú Sử biết ấy, thì đợt này thì bà con đi làm thuê rất là nhiều, cũng không có người ở nhà và cái vấn đề làm bể nước ấy thì bây giờ sẽ tạo điều kiện cho bà con. Wow. Thuê bà con, có nghĩa là ai đến sắt bột đá thì sẽ thuê. Được. Cho một người làm chủ là đội trưởng. Đội trưởng, vâng. Đúng rồi. Xong rồi bảo là thuê sai thác bột đá để làm bể nước công cộng, bể nước như kiểu nhà trường học ấy. Vâng. Tất cả bể nước đấy là của thôn Đề Chia mình dùng. Vâng. Đấy, dùng chung nhau. Vâng. Đó thì sẽ cho một người làm đội trưởng để khai thác đá. Khai thác bột đá để xong rồi bà con thì vẫn có tiền để tiền công để mua gạo mà muối mì chính và cái tiền làm bể nước cho nó nhanh. Wow. Đấy, Phú đã đổ đường về tận nhà mọi người này. Đấy, như Phú đây nắng quá phát vào tận nhà chỗ này đáng lẽ này Phú mà có xi măng nữa láng tà chỗ này đi cho sạch nhá. Đúng rồi. Chỗ này thì là đường chung của thôn thì sau này có thể ủng hộ cho Phú một ít xi măng. Đây, ngôi nhà của Phú đây. Mọi người thấy rất là sạch sẽ, thoáng mát. Bây giờ thì mọi người vào nhà Phú đi. Nhau nhau không? Đâu hết rồi. Đấy. Đã định trêu một tí. Chăn thì chắc là giặt xong phơi lên đây à. Sạch sẽ đúng không thế? Đúng rồi. Rộng này, đây này, một cái giường sạch sẽ luôn. Vẫn là cái giường cũ này. Vâng. Mọi người xem này. Thầy có thể quay lại cho các cô chú xem này. Này. Cái quay gần vào. Cái giường này thế thôi. Cái giường này từ cái cây cái que ra tự đóng. Vâng. này, chứ không phải là một cái giường đàng hoàng. Đóng bao nhiêu thì đóng này. Tôi sẽ để ba lô ở đây. À xin chào em, đang ua chỉ đây. Uống mọ. Uống mọ. Đây thì à đây hôm trước nhà Phú đây này đấy không, cái phòng đây để anh mở cửa cho sáng. Đấy. Các cô chú nhìn này, phòng hôm trước không để lỗ ở trên. À, không để lỗ à? Vâng. Không để lỗ thoáng đúng không? Đúng, để ô thoát thì mới để lỗ ô thoát thì mới cho nó sáng hơn đúng không? Đây thì các cô chú thầy có thể quay cho chú xem này. Cái giường này vẫn là cái giường mà nhà Phú là cũng có, đây là giường 1m2 nhưng mà mua từ lâu rồi cũng hỏng hết rồi. Thề quay gần cho cô chú xem.
Lại cũng hỏng hết rồi đúng không? Đúng ạ. Hỏng hết rồi không? Ngày xưa làm đường. Làm đường. Làm đi làm thuê ở công ty Nhục Quế 2 này á. Nhục Quế 2 thì mà xong người ta bán lại cho. Tự cho ấy. À người ta cho à? Ừ. Đấy cô chú ạ, giường thì cái những cái thanh giát này nó còn hỏng hết rồi này. Đó. Thì cô chú xem. Đấy. Và tại sao các cô chú muốn bà con phòng rộng là như vậy? Phòng rộng giường để được để tủ ở trong này gọn gàng chưa? Đúng rồi, trong ngõ. Chăn màn đấy, quần áo này mọi người xem. Quần áo treo lên này, đấy. Tủ của cô giấu tên ở Hà Nội này. Đó. Đấy, em tôi nhớ mà. Đây. Chỗ này nhà Phú thì có dùng được điện nước. Điện nước này cũng sạc được một cái điện thoại này. Được. Đóng vào đấy. Bà con chẳng qua là không có điện nữa, nhưng có điện thì cuộc sống nó sẽ khá hơn nhiều đấy. Đây là những hộp quần áo này từ trước đến giờ này. Ai già, đây mọi người này, cái hộp này từ trước là người gửi chú lính già miền Nam này đấy. Đúng bà rồi. Con những cái vỏ này bà con cần tận dụng nha chú ơi. Không biết là chú lính già còn theo dõi video không, nếu mà mọi người xem này. Chú mà theo dõi video thì chắc là chú cũng rất là vui khi cái hộp của chú đấy. Chú gửi lên thì bà con nhận quần áo và đây cái hộp vỏ hộp của chú thì vẫn còn đây này. Chú lính già miền Nam có chú thêm. Đơn giản chỉ là cái vỏ bìa cắt tông thôi mà bà con vẫn còn giữ. Và chứ nói gì, bà con đây thiếu thốn rất nhiều. Đó. Mở cửa ra nó sáng không? Đúng không? Có sáng. Đó. Đây đi vào nhà. Vợ Phú thì đang uống mọ từ từ đã. Em tuyên đi quay một vòng cho chú xem cái ngôi nhà của Áo Phú rất là rộng. Thế có thể mở cho anh cái cửa này mới. Mở hết cả cái cửa sổ này, cửa chính này ra này. Cho nó mát, cho nó gió, phải không? Đấy, nhà đấy thoáng mát hơn không? Cho nó mát thôi. Ừ, sáng hơn đúng không? Sáng hơn nhiều. Đấy, đây là phòng của các con. Đấy, ngôi phòng này. Được chăn chiếu các cô chú tặng cho toàn những cái chăn xịn đúng không? Đúng rồi. Đây, làm đệm luôn này cô chú này. Những cái chăn bông rất là xịn sò luôn. Nhưng mà cái giường ở đây thì chắc chắn là vẫn là cái giường nhà Phú tự đóng đây. Mọi người xem này. Đấy, chứ không có những cái giường tiện như chúng ta mua. Đấy. Đấy. Hòm hiếc từ rất lâu rồi. Đấy. Kinh vào và... Chỗ này nếu mà có tủ thế đâu. Đấy, có tủ thì treo lên gọn gàng hơn. Chỗ tủ thì cho nó sạch. Ừ, nó gọn gàng hơn nhưng mà treo lên như này thì thôi mình không có, mình tận dụng thay thế dần dần thôi. Đúng không? Đấy. Cái cuộc sống bà con đã bây giờ khác rồi đúng không? Đúng thay rồi. Thay đổi rồi. Đây một cái phòng đây. Đấy. Trên này gác xếp để em chưa không biết để gì. Chưa có gì ấy. Ngô hết rồi. Thì mà cứ là để không thì mấy đứa có ngô thì mới để chơi. Ừ, bây giờ phải làm tính luôn chứ ai tính bao giờ. Làm xong nhà xong 1-2 năm nữa sửa, có thời gian đâu mà sửa, làm một lần nữa chứ. Cái gỗ cũ nhà mình để làm gì đâu. Đấy. Các cô chú xem, nói chung là để em tin cho các chú xem là cái gác xếp của nhà Phú thì rất là tuyệt vời. Thoải mái rộng luôn mọi người. Trên này nếu nói thật mọi người là nếu mà có khách thoải mái ngủ ở trên này cho thế nhá. Thoải mái mà. Đấy, thoải mái ngủ ở trên này luôn. Các cô chú cứ an tâm trên này ngủ thoải mái luôn. Đấy, trên kia treo đồ các thứ nhìn nó gọn gàng không? Nhà không có đồ linh tinh ở dưới đúng không? Đúng rồi. Đây thì nhà Phú thì mua 140 tấm thì vẫn thừa một ít này. Thừa mất là 2, 4, 6, 8, 10, 10 tấm. À hơn chứ. Đây là bị vỡ mấy tấm nữa. Tầm là rơi vào tầm 15 tấm. Nhưng mà thừa còn hơn thiếu. Thừa. Thừa còn hơn thiếu. Đúng rồi. Thừa sau này có ai mua có thể bán lại cho. Đúng rồi. Chứ không thì sau này thiếu 1-2 tấm thì đi mua về còn khổ. Chắc là khổ mình ấy. Đấy. Đi, đây này. Phú cũng treo cũng quần áo ở đây này, nhà vẫn chưa, đây là quần áo, có lẽ là đợt trước là làm nhà bẩn đấy, nên là chưa giặt, bây giờ giặt để gọn gàng vào đây. Cũng thế này, treo ảnh nhưng mà lại, đấy, thời hai vợ chồng đây này, hai vợ chồng còn trẻ đấy. Đấy, cái đợt này là đợt đi em Tuyên đưa đi Mã Pì Lèng này này, các cô chú. Đấy, đợt đấy em Tuyên đưa cho xong rồi gửi ảnh cho đi rửa đấy. Đợt đấy thề là không đi. Đúng rồi. Hôm đấy là thề đi về rồi. Vâng. Lúc đấy anh gọi em xong em lại đi về mất rồi ấy. Đúng rồi. Đấy. Mic của mình thì ông xá này, ông còn đằng mic này, Phú này. Nhưng mà cũng anh đóng thẳng đinh vào luôn. hơi xấu. Đó. Ok, ngôi nhà của Phú đây. Đi, xong rồi ra bếp để kiểm tra. Đấy à, đấy chỗ sạch sẽ như này cơ mà. Chỗ này vẫn còn bột đá, sau này sửa sau đúng không? Đây. Ai đấy bếp bọ bớp xịn như này
Đấy. Mọi người thấy không? À, cái chặn bát này gọn gàng quá luôn đấy. Chỗ này mà được hai cái ống nó ô thoáng thì tốt đúng không? Ô thoáng chỗ kia là ông Phú quên mất không để. Ông bận mới thì hơn thì khất để đầu hai ba lỗ ở trên này. Cho thoáng. Thoáng ở bên trong. Cái nhà bếp là cứ để lỗ càng nhiều càng tốt. Vâng. Nhưng bà con sợ để lỗ to quá sợ là đôi khi lại mất trộm nữa. Đúng rồi. Giờ đấy. Cho thêm nước lên. Người ta đâm nước rồi. Đây chà. Xem làm thế thế. Đây đây, thử vào xem nào. Ok, cái này làm cái gì đấy? Làm giặt quần áo. Đổ cái này lên để giặt quần áo chỗ này. Ừ. Hay phết nhỉ. Hay phết. Nhà Phú đây mọi người xem này. Nhà Phú thì nói chung là không có nên là đấy. Thế đó. Nhà Phú chỉ tận dụng những cái này thôi để đựng bàn chải các thứ thôi. Thế như nhà em được các cô chú tặng cho thì được kính gương các thứ đầy đủ đúng không? Em thử xem. Nước chắc có rồi. Nóng quá. Bây giờ thấy bạn thay đổi ra nước mọi người nha. Ôi, thoải mái nước mọi người. Ok. Người thấy không? Con người ta nhanh nhẹn, người ta đi, đi cần gì phải lấy cái thép đâu. Lấy cái dây chun đóng vào vẫn chắc chắn là chắc chắn là người ta nhanh nhẹn cũng khác. Đây phòng vệ sinh đây. Đấy, phòng vệ sinh bên này. Đấy. Cũng tự thiết kế cái để phòng vệ sinh. Đấy. Cái cuộc sống của bà con nói chung là phải như vậy. Đâu, có may có thoáng nha. Hôm trước anh mà không đủ thì còn tối mù rồi. Chỗ này thì nhà Phú cũng làm cái bệ vệ sinh gọi là tự hoại mình tự dội thôi. Và cái bệ vệ sinh gọi là rẻ tiền. Vì nói thật với cô chú là vì cái điều kiện kinh phí không có. Còn tí nữa ra thì mình biết là mình Phú sẽ như thế nào. Đấy, nói chung là sạch sẽ rồi đúng không? Đúng rồi. Không hơn bà con ngày xưa rất là nhiều. Đúng rồi. Trước là không có phòng vệ sinh, không có nhà tắm. Đúng đi rồi. Tắm linh tinh ở ngoài. Đi chơi linh tinh ấy. Đây xem nào. Bệ phốt đi một vòng cho mọi người xem. Đấy ok rồi đúng không? Ok. Đấy người ta biết làm đây. Úp nóc kia. Có làm thừa một ống ra ngoài không đấy? Có. Không, sau này nó đầy ấy. Không có. Không có. Úi giời ơi. Đúng ra nó phải có cái ống như cái ống ở nhà bảy mẹ con thề không? Đúng rồi. Đấy không có. Úi giờ chỗ này không chát sợ. À, chỗ này phải có cái ống nữa cơ, sau này đầy quá ấy. Thì nó phải chảy ra chứ. Mấy đứa quên nhiều ấy, nhiều lê cao thì không sao. Không, sau này cái bể này đầy thì không được đâu. Bảo Phú đấy, mấy đứa sửa đi. Mọi người đây nhá, đây là đất này, trên này là phân đấy, chứ không phải đất đâu. Cao ấy, được ấy. Ok rồi, thế là cũng tuyệt vời rồi. Thế, được một ngôi nhà mới. Một ngôi nhà mới nó mọc lên và được cũng có sự chung tay của cô chú. Rùa, rùa đi học về à rùa? Chết rồi, đi học và quên chào rồi rùa. Xin chào chú. Thề hỏi kia này, bà đun bếp này bây giờ thích hơn không? Bây giờ ở tại lúc học tổ nhau phải nhịn. Mà có khí mà chắc là ngày trước làm cao hơn thì mình ăn củ nhiều quá. Ăn củ nhiều đúng không? Cho củ nhiều vào thì chứ như đấy bây giờ xây mới hiện đại hơn đúng không? Đúng rồi. Để xem này, quên mất bây giờ ra xem cái lỗ này nó ra khói không? Đấy, cơ chú xem này. Nó vừa là gió vào để cho củi nó cháy luôn. Wow. Mà nó khói ra ngoài luôn. Đấy. Nói chung là bà con phải thế. Đúng rồi. Hy vọng bà con mỗi người, mỗi gia đình tự đi học hỏi. Đúng rồi. Và tự nhìn ra rồi thay đổi cái cuộc sống của mình. Một người một kẻ. Xây nhà cho nó đẹp. Wow. Đúng không? Phú này đi đâu đấy? Có nhà không? Phú về chưa? Thế. Chưa. Chưa về à?
Thì Phú chắc vừa đi đón con đi học về hay sao mọi người ạ? Đúng ạ. Thì em Tuyên sẽ đợi ở đây. Ấy chà, thế nào đây? Hả? Ờ. Con nhà A Thà thế nào nhỉ? Xin chào chú. Xin chào chú. Ừ, ôi, xinh yêu thế nhỉ. Các bé này. Thế thì em Tuyên sẽ với thầy sẽ ngồi đây đợi Phú một tí và sẽ đợi Kía. Xong rồi chúng ta sẽ tổng kết cái số tiền của nhà A Phú nhé mọi người nhé, để cho cô chú biết là gia đình A Phú xây hết bao nhiêu và được ủng hộ bao nhiêu mọi người nhé. Đây xin chào đấy, chào chú ạ, chủ nhà về đây này. Đi về ok không? Xe để gọn gàng này, sạch sẽ luôn. Kía này thích lắm này. Sạch sẽ quá gọn gàng quá. Nhà mát đấy Phú ạ, mở hết rộng cửa ra mát đấy. Ngồi ngoài này thầy ạ, bảo là Phú ấy, mở hết rộng cửa này ngồi ngoài này mát. Quá là mát luôn, cao ráo thoáng mát, sạch sẽ rồi. Tuyệt vời rồi, mỗi tội là không có cái ô thoáng ở chỗ trước cửa nhà đấy. Phú thì vợ đang bảo mua cái gì ấy, thế ở Phú mua sai heo ấy. thế nhớ nhớ Kía đang bảo gì Phú mua sai heo. Bé thì chết chua hả ô. À, bây giờ có Phú rồi thì thế bảo là Kía từ làm nấu ăn xong chưa, không thì ra đây anh với cả gia đình ngồi một tí để thử thông báo các tiền đấy. Ngồi ngoài này cho mát. Đây Phú ơi, ngồi này cho mát này. Ngồi ngoài này cho mát, ở trong ấy nóng lắm. Mở cửa ra nhưng vẫn không mát vào ngoài này được, hôm nay đang gió đang mát. Lan can này mình rộng mà. Bàn đi kìa Phú. Phú ơi, bàn me me kìa. Đúng không? Các cô chú thấy không? Ngồi đây thoải mái, mát, sạch sẽ, rộng rãi này. Đó. Dạ vâng cô chú ạ. Thì hiện tại bên cạnh em Tuyên đây chính là gia đình em Phú, Kía và em Thề. Thì cũng rất là vui khi một ngôi nhà mới ở trong thôn Đề Chia được mọc lên. Và ngôi nhà của A Phú, Kía này thì thực sự phải là tuyệt vời. Vì như cô chú biết cái hoàn cảnh của hai vợ chồng ấy thì bố thì cũng mất từ sớm, bố để lại cho ngôi nhà này và Phú ấy kia cũng đã đi làm thuê, tiết kiệm tiền và cũng từ cái công việc chăn nuôi của gia đình mình và đi vay mượn. Em Tuyên nghĩ là có vay mượn đấy, vì để xây một ngôi nhà trong này em Tuyên nghĩ là cái giá thành nó khá là cao. Thì tí nữa chúng ta sẽ hỏi sâu vào cái vấn đề này sau. Thì ít nhất như mọi người thấy thì cái cuộc sống của bà con thời chia cũng đã có sự thay đổi và phát triển nhờ các sự ủng hộ và giúp đỡ của bà con, các cô chú anh chị mạnh thường quân trong ngoài nước. Thì như gia đình nhà Phú thì đây cũng như cái thay đổi được cái cửa này và cái kiểu cách xây nhà của bà con cũng đã khác và đã rút kinh nghiệm từ những ngôi nhà khác xây ra. Nhà Phú Kía được cái là phòng rất là rộng, bây giờ mọi người xem này, phòng rộng này, bếp này, nói chung là phòng vệ sinh này, nói chung là nhà Phú có bao nhiêu đất thì Phú đã tận dụng hết bấy nhiêu đất của nhà mình để xây nhà. Thì bây giờ thì nói chung là cũng chỉ chúc mừng hai vợ chồng và có một ngôi nhà mới, và chúng ta có nhà mới rồi thì chúng ta sẽ cố gắng là an cư lạc nghiệp. Có nhà mới rồi thì chúng ta sẽ cố gắng là phát triển kinh tế và sau này thì mua những bộ quần áo đẹp, mua những cái xe máy đẹp hơn, đúng không? Đi làm về thì sau này trả nợ, xong rồi chúng ta sẽ là mua mua giường chiếu, đúng không? Thay những cái chiếc giường này đi, có tiền thì mình thay giường đi, giường chiếu này, xong rồi là xe máy đẹp này, hoặc là cái cuộc sống sau này phát triển hơn, đúng không? Thì bây giờ thì nhà Phú Kía thì có dự định gì trong trong những cái thời gian vừa qua chưa? Bây giờ xây nhà xong rồi thì có những dự định gì chưa? Em hỏi nhỉ. Là được cái nhà xong thì đầu năm nay thì không là được là được cái nhà mới, mà không là được đất ở không là được ngô thì chuẩn bị, thế là hai vợ chồng đi làm hết à?
Định đi làm ở đâu đấy? Đi làm sữa ở đâu? Ở Hà Nội. Hà Nội. Cả kia đi luôn hả? Ok không? Tao ông liệu ok không? Chả biết được đấy. Thì chỉ sợ là kia là cái vốn từ phổ thông không có ấy. Đi bốc vác thì kia cũng khỏe đấy, nhưng mà liệu thế nào? Có ổn không? Thế thì thế bây giờ hai vợ chồng đi thì con? Bà ngoại của kia lên đây trông con trong nhà luôn. Thế là bây giờ là bỏ hết con cái phải đi để làm kiếm tiền đấy, trả nợ đấy. Thế thì trước khi vào thông báo số tiền thì hiện tại cho anh hỏi thử là hiện tại là gia đình xong nhà rồi, thì bây giờ hiện tại là xây xong nhà rồi thì gia đình vay mượn hoặc là nợ khoảng bao nhiêu? Có vay mượn không? Đấy thì đợt bán bò bán dê đi thì đợt đấy là mọi người nghe được là hơn được gần 25 triệu nhỉ, bán dê đi. Đúng rồi, mà xong tổng cả tiền để dành gia đình nữa là 44 triệu đúng không? Đấy thì các cô chú nhá. Tiền làm thuê với 48 triệu tất tật tiền làm nhà để dành ra và tiền dê này, tiền bò này đúng không? Thế thì 48 triệu thì cái thời điểm đấy thì bán dê bán bò ra để đấy Phú nói chuyện là cũng sắt bột đá hết gần 20 mấy triệu rồi nữa. Đúng rồi. Đấy thì để em Tuyên có thể đảo qua một chút cái công việc chỗ nhà Phú Kía với gia đình nhà em Xính Pà. Thì hôm vừa rồi các cô chú có bảo là Tuyên hãy động viên gia đình em Xính Pà đi khai thác đá để xay sắt đá đi. Còn em Tuyên xin nói thật với cô chú là này, riêng gia đình nhà em Xính Pà thì em Tuyên chưa ưu tiên làm nhà. Là thế nào? Vì gia đình em Xính Pà điều kiện kinh tế chưa có. Cái thứ hai, với 8 triệu, để mọi người nghĩ 8 triệu được nhiều. Nhưng mà bây giờ bà con đi nhờ người khai thác đá về phải nuôi ăn, đúng không? Có chứ. Nuôi ăn nhá mọi người nhá. Và hai vợ chồng tự khai thác đá đi. Thì bây giờ cái năng suất nó chưa có. Và bây hiện tại bà con đang trồng ngô. Với 8 triệu này đi mua được tầm ít xăng, ít dầu. Thì nó rơi vào tầm 3 triệu tiền xăng dầu rồi. Mà sắt bột đá các thứ thì mọi người phải nhờ người, chứ hai người làm sao làm được. Đó. Cả năm thì không biết là thế nào, nhưng mà thề nói câu rất là vui, làm cả năm mới xong được. Thì làm sao mà làm được, nên là để 8 triệu này thì em Tuyên nghĩ là không việc gì phải vội vàng. Để tiền đó em Tuyên không bị lấy mất, em Tuyên không lấy cắp, không lấy trộm đâu cả. Bây giờ em Tuyên đã khuyến khích để cho hai vợ chồng phải hiểu được là phải đi kiếm tiền về để cùng nhau với cô chú xây nhà. Chứ không phải là mình cứ ở nhà mình đập đá, khai thác đá rồi các cô chú dần dần cho đủ xây nhà thôi. Em Tuyên không muốn là như vậy. Vì hai vợ chồng Xính Pà rất là trẻ, hai vợ chồng biết làm việc, chứ không thể để mọi người lười biếng và đợi cái sự ủng hộ của cô chú 100 được. Ở đây để chia, ai cũng thương, ai cũng quý. Nhưng mà chúng ta hãy khuyến khích bà con là phải làm thì mới có ăn, chứ không phải suốt ngày ngồi đợi các cô chú 100%. Đấy thì em Tuyên xin nói luôn một vậy. Thì hôm vừa rồi các cô chú bảo là tại sao em Tuyên không khuyến khích là 8 triệu đi khai thác đá đi, sắp một đá dần dần đi, xong rồi nhờ sự ủng hộ của cô chú để xây nhà. Không, em Tuyên sẽ không làm như vậy. Phải cho người ta hiểu được, bà con phải hiểu và trân trọng được cái đồng tiền các cô chú làm ra ủng hộ cho, chứ không thể để
ngồi nhà mà há miệng chờ sung, ngồi nhà mà ăn bát vàng được. Em Tuyên muốn là như vậy. Đấy, còn các cô chú yêu thương, các cô chú vẫn gửi, nhưng mà em Tuyên không muốn là kiểu vậy nha mọi người nhá. Thì bây giờ nhá, trước hết thì Phù Kiế thì có biết là gia đình mình ủng hộ được các cô chú ủng hộ bao nhiêu tiền và chi tiêu hết bao nhiêu tiền không? Còn nhớ không? Đợt trước là ủng hộ là hôm trước là thông báo là được 39 triệu mấy trăm đúng không? Ừ. Thì bây giờ thì anh sẽ đọc lại một lần nữa nhá để cho hai vợ chồng biết nhá. Thì trong hôm vừa rồi thì có thêm một cô Mạnh Thường Quân giấu tên là ủng hộ cho ba gia đình. Ủng hộ gia đình anh Xì 1 triệu rưỡi, gia đình Phú Kiếm 1 triệu rưỡi và gia đình bảy mẹ con kia bên kia là 1 triệu rưỡi. Cô giấu tên ở Hà Nội đấy. Thì bây giờ anh sẽ đọc tất tật những danh sách Mạnh Thường Quân từ trước đến giờ gia đình Phú Kiếm được các cô chú ủng hộ nhá. Phú có thể nghe nhá. Thể nghe nhá. Vâng, thì một lần nữa thì em Tuyên xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã ủng hộ gia đình Phú Kía để giúp gia đình Phú Kía một phần kinh phí để xây nhà. Thì đây thì các cô chú ơi, đây là những Mạnh Thường Quân có gửi tặng cho gia đình Phú Kía là như sau. Xin gửi lời cảm ơn chú Phùng Văn Cương ủng hộ là 500 ngàn đồng, chú Bùi Đình Hoàng ở Canada ủng hộ là 2 triệu đồng, cô Đỗ Thị Vũ Hạnh ủng hộ là 500 ngàn đồng, anh Linh ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ là 1.450.000 đồng. Một Mạnh Thường Quân giấu tên ủng hộ vào ngày 12 tháng 3 năm 2024 là 200.000 đồng. Chị Helen Thai ở Mỹ ủng hộ là 200 USD là 4.840.000 đồng. Chú Nguyễn Khương ủng hộ là 100.000 đồng. Anh Đạt ở Bến Tre ủng hộ là 1 triệu đồng. Anh Phước Sĩ Ngô ở Dallas, Texas, Mỹ ủng hộ là 4 triệu đồng. Cô Thanh Huyền và Emily Bùi ở Canada ủng hộ là 2 triệu đồng. Một cô giấu tên ở thành phố Hà Nội ủng hộ là 1 triệu đồng. Anh Châu ở Canada ủng hộ là 2 triệu đồng. Cô Ti ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ là 500 ngàn đồng. Bà Tuyền ở thành phố Hà Nội ủng hộ là 1 triệu đồng. Chú Danny Nguyên gửi 100 USD là 2 triệu 491.300 đồng. Chị Hoa ở thành phố Hà Nội ủng hộ là 500 ngàn đồng. Và cô Đinh Hương ủng hộ là 12 triệu đồng. Cô chú Phương Thuận, cô chú Tuấn Xuân, cô Bình, cô Tình ở Vancouver, Canada ủng hộ là 3 triệu đồng. Bà Trần Thị Yến ở Cam Ranh, Khánh Hòa ủng hộ là 300 ngàn đồng. Và một cô giấu tên ở thành phố Hà Nội ủng hộ là 1 triệu 500 ngàn đồng. Tổng gia đình được ủng hộ là 40 triệu 881.300 đồng. Đấy, thế thì đây có thể cho Phú nhìn cho đỡ vậy. Đây. 40 triệu 881.300 đồng. Rất trời. Rất trời cho dịp vui á. Đúng rồi, dì chầu, dì bùa y, 300 đồng gọi là... Tết bùa. 300 mà. Con này không phải 300 đây là, đây là 300 đồng, đây này, cái sau này này. 300 đồng, 300 đồng là me cua đấy. Là nó không bằng 500, không bằng 1.000 đâu, đúng không? Đây nha, có nghĩa là 40 triệu thì gọi là lau chầu trọ. 800 là dì bùa. Dì chầu y xia y xia chứ cậu đâu pê bùa mè, ok chưa? Đấy, rất là khó đây nhá. Thì đây là cái danh sách mà Mạnh Thường Quân các cô chú ủng hộ cho gia đình Phú Kiế nhá. Thế gia đình Phú Kiế là đã biết là gia đình mình đã ứng và đã mua hết các trang thiết bị vật liệu hết bao nhiêu tiền chưa? Ứng tiền cho anh ấy, còn tiền mua cửa kia là Phú tự đi mua rồi, không nói rồi. Nói chung ứng 1 triệu về chưa nhớ đúng không? Bên đọc lại nhá. Đọc từ đầu đến cuối nhá để cho xem đúng hay không nhá. Sai đâu thì bảo nhá, thế nhá. Lần đầu tiên đã ứng 1 triệu để sửa tiền mua máy này. Xi măng 83 bao 7 triệu 470 ngàn đồng. Sắt 14 32 cây 4 triệu 800 ngàn đồng. Sắt 6 40 cân 800 ngàn đồng. Ván 30 tấm 4 triệu 200 ngàn đồng. Xi măng 117 bao là 10 triệu 530 ngàn đồng. Sắt 6 20 cân 200 ngàn đồng. 140 tấm bờ lô xi măng xanh 75.000 một tấm là 10 triệu 500 ngàn đồng. Tấm nhựa
4 tấm là 6 mét dài. Cái tấm nhựa này là tấm nhựa mình mua mà người ta cắt từ miếng dài ra. Thì 4 tấm đấy nó sẽ là 6 mét dài thì nó sẽ là 600. Xà gồ 20 cây, 150.000 một cây sẽ là 3 triệu. Úp nóc 14 tấm là 25.000 một tấm là 350.000. Tổng gia đình Phú đã mua, anh đã mua cho là 43.450.000 đồng. Đâu, 43 thôi. 43 triệu 450.000 đồng. Đây, ở đây nhá, ở đây thì anh sẽ thông báo với gia đình Phú Kiếm một chút chỗ này này để cho mọi người hiểu rõ ra, để với cũng như gia đình anh Xì nhá. Cái thời điểm gia đình Phú Kiếm gọi điện mua xi măng. Đúng rồi. Bây giờ xi măng đã giảm. Đúng rồi. Bây giờ xi măng đã giảm cái cách đây đầu tháng 5 này. Đầu tháng 5 anh Thắng có gọi cho anh là lấy xi măng nữa không? Bây giờ xi măng đã giảm xuống rồi. Nhưng mà cái thời điểm nhà Phú Kiếm mua là đợt thời điểm là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Nên là đợt đấy là xi măng mắc 40 thì nó vẫn là 90.000 một bao. Đúng rồi. Nhá. Để cho không thì là mình mua thời điểm nào thì mình phải trả tiền thời điểm đấy. Chứ bây giờ mà em mua thì sẽ là 85.000 một bao. Vâng. Còn đợt trước là 90.000 một bao. Bây giờ nó tranh nhau có 5.000 thôi nhưng mà 85.000 phải giá 30 thôi. Nhưng mà giá 90 chứ. Không, nhưng mà anh đang bảo là thời điểm nào mình mua đúng cái thời điểm đấy thì mình phải chấp nhận. Chứ không phải là không. Không thì có ví dụ như nhà anh Xì chị Mai đang hỏi là bây giờ xi măng đang giảm mà đúng không? Bây giờ xi măng nhà anh Xì chị Mai mua thì đúng lúc với gia đình nhà Phú mua đúng không? Đúng rồi. Thì gọi cùng nhau một thời điểm. Vâng. Thì thời điểm đấy xăng chưa giảm. Vâng. Xi măng nó vẫn ở cái mác là 90.000 một bao. Vâng. Chứ không phải 85.000, không thì lại sợ bây giờ mọi người bảo anh Tuyên là lại ăn mất 5.000 mà mua có 85.000, bảo là mua 90.000 thì chết ở chỗ đấy. Thế anh nói rõ ở chỗ đấy. Không thì bảo là anh Tuyên đi uống công đây chợ uống công xong rồi lại bảo ipo isia chi xia chết đấy, không lại mang tiếng ra rất là khó vấn đề đấy. Vì cái thời điểm đấy như kiểu anh em mình đi mua xăng thôi, có hôm xăng lên có hôm xăng xuống đấy, thì nên là nói rõ ra cái thời điểm khi nhà Phú gọi điện mua ấy là thời điểm đấy là trong tháng 3 và tháng 4, thì đợt đấy là xăng giá xi măng vẫn như bình thường là 90.000 bao, mắc 40. Nên là nói luôn rõ là nó vẫn bị là ở cái giá cũ. Nếu mà ở cái giá mới như đầu tháng 5 này thì giá xi măng nó giảm xuống thì gia đình sẽ bớt được 5.000 một bao. Đấy, để nói rõ ràng để cho mọi người thoải mái nhé. Anh mượn máy của em. Sao? À Phú bảo sao? Phú bảo anh cắt trả cho mà anh cứ tính Phú nó bù bao nhiêu cho anh. Đây thì Phú đang lo vấn đề đấy à. Đây nha, thì anh sẽ tính luôn nha. 43.400.000 trừ đi 40.881.300 đồng. Nhà Phú bây giờ thì âm của anh là hết 2.568.700 đồng. Đó. Thì cứ cho là dị xia này thì thôi bỏ qua đi. Kể cả 8.000 này thì cũng bỏ qua đi. Đây này cứ cho là đọc hết cho biết nhá. Là 2.568.000. Đó, nó đang bị âm. Cái xà 700 meme này không, nó đọc đi, đọc nó khó ra. Được không? Đây là 2.568.000 chứ không phải 500.000 đây đâu. Đây là 500.000 đấy. 2 triệu 500 hả?
2.568.000. Được chưa? Cái này bỏ 8.000 7.700 đồng là bỏ qua, 8.000 bỏ qua, được chưa? Bỏ được chưa? Này. Anh sẽ còn là ủng hộ vào. Được chưa? Rồi. Có nghĩa là bây giờ thể auto chi lên tờ giọt xe. Đấy. Đấy thì để cho mọi người rõ đây là cái số tiền mà nhà Phú đã ứng và cái số tiền các cô chú đã ủng hộ cho và em Tuyên đã mua. Thì như mọi người thấy đấy, thì nhà Phú ở đây nha, em Tuyên còn không mua là ví dụ như cái khoản là mua cửa này. Mua cửa này để Phú tự đi vay tiền về mua đấy. Chứ nếu mà cộng thêm tiền cửa này mà các cô chú bảo là Phú ơi cố thêm một tí mua thêm mái bờ là mái tôn xốp thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn. Mà mái tôn nhà Phú nhá, cái tấm bờ lô nhà Phú là hết là 10.500.000 này, xà gồ 3 triệu này, thì chỗ này nhà Phú hết là tầm 15 triệu. Đâu nhà Phú cái tấm nhà Phú cái mái này nhà Phú hết là khoảng 15 triệu thôi đấy. Nếu mà các cô chú mà bảo là làm bằng tấm tôn xốp ấy thì thực sự với mọi người là khó lắm. Gia đình Phú kia thì phải khoảng đấy 30 triệu. Chứ bây giờ nhà Phú thì cũng điều kiện không có. Thì bây giờ cho anh hỏi vợ chồng Phú Kía nhá. Thì các cô chú đang xem video, các cô chú đang muốn biết vợ chồng Phú Kía xây hết cái nhà này hết tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Để cho mọi người biết. Đây ví dụ, chứ không thì có nhiều người bảo là chỉ 40 triệu các cô chú ủng hộ cho xây để xây nhà không có luôn. Đúng không? Để cho cô chú biết nào. Thử cộng xem nào để cho cô chú biết nào. Kía nào, Kía cộng với Phú nào. 160 thôi á? Rẻ. Rẻ đấy. Nhà này rẻ hơn nhà thầy à? Cái này cũng rẻ. Bây ví dụ nha. Bây giờ anh xem nha, vì nhà thề trước nhá. Nhà thề trước là cũng nhiều đấy. 165 thôi. Ừ. Thì để em Tuyên cộng vào nhá. Bây giờ nào ví dụ tiền xây nhà hết này để đấy khoán cho bố vợ đấy hết bao nhiêu tiền? Xây nhà. 28 triệu. Cả đóng gạch. Cả đóng gạch. Ừ. 28 triệu. Tiền đợt sắt bột đá để đấy là hết bao nhiêu tiền? Sắt bột đá tính cả tiền ăn nhá. Em không tính tiền ăn là em đấy. Năm nghìn tiền Trung Quốc là tính ra bao tiền Việt mình. Anh chưa biết tính cái tiền đấy. 16 triệu đấy, thế 25 triệu này với 16 triệu nữa thì 16 triệu rưỡi đúng không? Thế là đúng như dễ cọc chó, sợ là gặp chi chó, là gặp tào chi đúng như cọc chó là đúng như dễ cọc chó, đúng như gặp tào chi. Nói rồi dễ chứ, nó còn có xíu. Sao được chả? Sao? Cái này còn một ngàn 10 triệu. Vay một người 10 triệu. Vay đâu thì mà người ba nợ á? Tụi này dễ mà ba rồi, nhưng thằng nào trái phải? Thằng nào trái? Thằng nào trái phải? Chị của thành phố giúp 10 triệu. 10 triệu. Tụi này dễ là mà trái xóa cọc trộm. Thật biểu của tao mà tao phong rồi. Mấy nữa là đời nhà thì mình trả sau. Ừ. Thế mà đây nhá, anh chỉ tính thì Phú Kía để chưa cộng ra hết rồi. Chưa. Đây nhá, anh chỉ cộng được 28 triệu tiền xây nhà này, 25 triệu tiền sắt bột đá này. Đúng rồi. 16 triệu rưỡi tiền tiền ăn này. 10 triệu tiền một chị cho này. Thế còn tiền cửa? Tiền cửa. Còn chưa có cửa cửa phòng tắm các thứ nhá. Cái đâu?
cái cụ tế tiền nó sẽ cái cửa thì mà hơn 16 triệu. 16 triệu. Ừ. Thế ủa rồi cho xỉ mù thế hả? Cái này cái gì? Tự mà thế xí đấy, không phải chạy bao ấy. Tự mua thêm bao bao nhiêu bao nữa? 20 bao ấy. 20 bao thì cứ 20 bao thì... 220. 20 bao cơ mà. 2 triệu 2. Ờ, 2 triệu 2 mà cầm. 200 nghìn làm gì mua được 20 bao đấy. 20 bao cổng khất chuyến mua 200 bao thì 2... Tiền xi măng nữa thì gọi là rơi vào tầm 2 triệu 2 đấy đúng không? Thế thì 2 triệu 2 thì nó phải rơi vào tầm 2 triệu rưỡi. Nhờ người ta trở về cũng mất tiền xi măng, tiền xăng cho người ta nữa. Đúng không? Đó. Thế còn gì nữa không? Thế là cục, đây nhá, anh thử đọc cái lại nhá. Nhỏ ấy, nhỏ nhỏ nó là tiền đấy nhá. Nhỏ đấy đi mua một bữa ăn ngày hôm nay 500. Tính lại tiền to hơn. Ừ, tính lại tiền nhớ thôi gì. Nhớ bao nhiêu thì tính bao nhiêu thôi. Thì có lại tiền 100-500 không tính. Một thứ A thì không tính thì tính cả bố rồi. Đợt đấy mua thức ăn nhiều chứ. Mua thức ăn không phải đơn giản đâu. Đợt đấy như thế, trông thế thôi bà con tính tiền ăn ra đợt nhà thế phải rơi vào hơn 20 triệu. Dơ mà. Như trôi nhà xá đấy. Như trôi vô. Cái là vào nhà mới thì 15 triệu mà. Với cậu chứ chỗ... Không, vào nhà mới chưa tính. Anh chỉ tính là cái tiền ăn khi xây nhà thôi. Còn xây nhà xong rồi vào nhà mới anh không tính. Anh chỉ tính là khi bắt đầu nhờ người về sát bột đá này, khai thác đá này, xây nhà này, mua đồ dùng các thứ này, như kiểu là mua xăng, mua thuê máy về cắt sắt, cắt xi này, rồi mình tự làm tất những cái đấy, tiền ăn tiền uống trong khi xây nhà. Còn xây nhà xong rồi mời về ăn uống thì anh không nói. Còn cái tiền mà lúc đang xây nhà ấy, để tính tổng hết cái khu nhà là khoảng bao nhiêu tiền đây nhá. Anh cái tiền to bé không phải. Bé đấy cộng vào mới nhiều ấy. Cộng mà không nhớ ấy, nhiều lắm. Em biết cái nhà của năm bà cháu nhá, anh cộng mỗi ngày chỉ có 200 nghìn đến 300 nghìn thôi. Mà cộng vào hơn gần 2 tháng. Mà nhiều lắm. 28 triệu hay gần 30 triệu đấy. Cái này một cha hai cha không tính thì không có thời gian tính thì tính tiền triệu đâu. Dưới là dưới nô này, dưới đây đây là thế dưới nhánh khẩu dưới tải dưới thì cho khi giáo tế dưới rõ thì chỉ cho chỉ tách thì khoảng rơi vào tầm 5 triệu không? Tính cho mình tao. Có làm tính thế gì mà hơn đấy mà hơn á? Thế sản phẩm thì tệ ok rồi sẽ nó sản vì một ngày vựa đợt đấy trời nắng nắng nhá, một ngày mua nước như cái đợt hôm nó sát cái láng nền này, mua nước này, mua gà về ăn thì anh nghĩ phải rơi đến ngày mua bia đấy phải rơi vào tầm 2 triệu rồi. Thế là nhà này thì mà mình định nói thì một trăm là được cái nhà rồi, bảo thế thì ai thấy là thì lá. không ai dám khoán ở đây đúng không? Đây nhá, các cô chú nhá, em Tuyên đọc lại xem phù kia xem nhá. 28 triệu tiền xây nhà này, 25 triệu tiền sắp bộ đá này, 16 triệu rưỡi là tiền là bao nhiêu tiền tàu đấy để tiền ăn đấy, 10 triệu tiền một chị vay một chị này, 16 triệu tiền đây 16 triệu tiền gì nhỉ, thế nhỉ, cửa tiền cửa này, 2 triệu rưỡi tiền xi măng này đấy. Bây giờ em Tuyên cứ phú kia đang nhớ đến đoạn đấy thôi. Còn mấy cái tiền me cua thì cứ mỗi ngày 500 1 triệu 2 triệu thì phú lắm lúc là nhiều việc phú chưa tính đến. Chắc chắn là còn hơn nữa cơ. Thì bây giờ em Tuyên cộng vào thêm 40 đấy. Cái đấy mới là nhiều tiền đấy, cứ mỗi ngày 200-500 mới nhiều tiền. Em Tuyên tính sơ qua chỗ em Tuyên là 44 triệu nữa. Thì quả phú hiện tại đã những cái chính của mình đã hết là 142 triệu rồi. Đúng rồi. Đấy. Đấy thì nhà phú bây giờ nhà phú anh muốn ví dụ các cô chú muốn biết là có phải vay mượn ai này hoặc là chi tiền các thứ hiểu không? Để cho mọi người biết hết, không phải giấu giếm. Các cô chú giúp được bao nhiêu giúp, còn mình không phải giấu, mình không ăn cắp ăn trộm thì không phải sợ, hiểu không? Chứ không phải lo, vì không lại sợ bảo là có nhiều bà con thì sợ bảo là nhà thì đã không có tiền mà xây cái nhà sao nhiều tiền thế. Đấy, kiểu đấy thì rất là quan ngại, nhưng mà đây bà con thì không có tiền, bà con phải vay. Xây cái nhà xây một lần chứ phải xây nhiều lần đâu. Là
bà con cũng đang cố gắng để xây một cái nhà thật là đẹp. Thì nên là hôm nay em Tuyên cũng là đây là một cái câu chuyện vui thôi, để nói chuyện với hai vợ chồng, để cho hai vợ chồng cứ thoải mái chia sẻ ra những cái gì khó khăn, những cái gì mình đã gặp trong cái thời gian là xây nhà ấy, nó còn nhiều cái lắm, ai chẳng biết. Xây nhà thì như thề, xây nhà thấy biết đấy, bản thân thề cũng chạy đôn chạy đáo đi lo việc, mua đồ ăn đồ uống, mua cái thế này mua cái kia, làm nhà không đơn giản. Cứ là được một cái nhà xong mà có ngựa thôi, không ở nhà không có gì, mình cứ như thế nhà thôi, thế thôi. Cho anh hỏi làm thế thì trong cái thời gian xây nhà này, thế những cái khoản mình đã thu chi như này, thế hỏi thật, thế là như ở thề cũng đã đi đợt trước Phú giúp 5 triệu, thề cũng đi giúp lại 5 triệu đúng không? Có ạ. Anh chưa thấy cộng ở đây. Đấy, không biết là Phú ngại không dám nói hay sao, thế hỏi thật bây giờ hai vợ chồng bố mẹ này không có vay không, hay là vay anh chị bạn bè hàng xóm nhà nào trong khu vực này không? Yeah. Sợ. Nhưng mà hay là vay nặng lãi không dám nói ra đấy. Vâng. Ở tại ở thế nhà bé lúc đó nhé, ở tại mà khó rồi chị tại. Cái bỏ ở chỗ này thì không có mà có tiền vay thì mà tự vay ở nhà lớn. Rẻ nữa? 100 triệu. Hả? Vay 100 triệu. Thật đấy? Thật mà. Vay có sổ không hay là vay lãi đấy? Có sổ chứ. Vay lãi khác nha, vay sổ khác nha. Có mà. Có vay sổ. Có sổ không? Vay chỗ đợt em vay đấy. Đúng rồi. Đâu anh xem nào? Đi lấy sổ xem nào. Em gà tôi anh xuống nè. Hay là cũng đi dám đi vay cả. Thật đấy. Hay là già. Thế là bố mẹ không có tiền không vay được ở đây. Đúng rồi. Mình đi vay thì mấy đứa đi làm bù cho. Ôi già già các cô chú ơi. Đây thề không anh vay. À đây. Không phải lừa ăn luôn. Sổ vay vốn đây là nhà thì mới có hơn một chắc chỉ mới là được nhà chứ. Lầu mới phú ở đây phứ. Họ phứ đây đúng rồi, thôn Đề Chia xã Cán Chu Vìn này đúng rồi. Đây nha công chú, em Tuyên dở ra đó, cái sổ này đợt trước em Tuyên đã được một lần cầm tiền của các cô chú anh chị ủng hộ thề và đi trả nợ hết đấy. Đúng rồi. Để trả hết nợ mới đỡ đau đầu đúng không thề? Đúng rồi. À, theo giấy cấp ủy cấp ngày 22. Xem là để vay từ hôm nào. Mày thất chất. Ai là hạn cuối nhà Phú, ai là không biết chữ đang phải đình chỉ rất nhiều này. Đây là vay ngày tháng 5 này. Ngày mùng 5 tháng 5 2022 đã vay 40 triệu rồi. Đúng rồi. Ngày mùng 5 tháng 4 là mới đây đấy. Đúng rồi. 2024 là vay 100 triệu đây này con chú này. Ây da da. Đây. Đây để cho con chú xem nha. Đấy. Thế mới chứng tỏ nhà này là sợ nói ra hay ra. Đây con chú này. Đây các cô chú ơi thì em Tuyên sẽ cũng vì hai vợ chồng Phú Kiến này cũng rất là ngại, sợ. Đây cô chú ơi, em Tuyên sẽ để cho cô chú xem từ đầu nhá. Lầu Mỹ Phú này, người ta đánh thêm là Phứ này. Đấy. Nhưng mà tên đúng của Phú là Phứ hay Phú? Phú. Mà là Phứ mà chứ là cái giấy. Khi không được Phú, cái Phứ mới được. Thế có giấy, ngày xưa giấy khai sinh là Phứ. Đúng rồi. Thôn Đề Chia cô chú nhá. Cán Trung Vì Nội Vạc đây nha. Đây ngân hàng chính sách nhà nước. Đợt trước thề cũng có cái sổ này này. Đây. Sổ vay vốn này. Lầu Mỹ Phú đây. 95 nha. Phú rất là trẻ này. Số chứng minh thư. Đây là lấy theo cái giấy tờ chứng minh thư của bọn em ấy. Căn cước công dân ấy. Đúng rồi. Đấy. Đây các chú ơi. Đây này. Hộ nghèo nhá. Chương trình hộ nghèo này. Ngày tháng 5. Số tiền vay. Mừng 5 tháng 5 2022 40 triệu. Vay 40 triệu này. Mừng 5 tháng 4 năm 2024 là mới vay. Đúng. Cái thời điểm này đợt xây nhà đây này. Đấy. Bây giờ mới lộ ra nha cô chú nha. Đúng 1 tháng rồi. Đúng 1 tháng thôi. Đúng 1 tháng rồi. 100 triệu đây này cô chú này. Một số tiền khá là lớn đấy nha. Thế cái số tiền lãi đợt trước đã trả đây này. Số tiền 2024 thu nợ này. Cứ mỗi tháng trả bao nhiêu tiền đấy? Thả 600, 500. Tổng thu nợ là 400, dư nợ còn lại là 400 đây này. Sao lại thu nợ 40 triệu, 100 triệu là 6,6%. Lãi suất là 6,6.
trên năm á. Em Tuyên đang không hiểu rõ này. Cái hạn trả nợ cuối cùng là năm 2027 này, là cái gói 40 triệu này. Còn gói là 100 triệu là mừng năm tháng 4 năm 2029 này. Thu nợ này 20 triệu nữa này. Sẽ nhiều thế. Giải ngân 100 triệu, giải ngân đây là thu nợ 20 triệu là sao? Chỗ này này. Phú. Chỗ này 20 triệu này, 80 triệu, 80 triệu là sao? Con này hình như có chỗ chưa? Ngày mùng 5 tháng 5 này này. Anh đang không hiểu này. Ơ chỉ đồng ăn một lô thôi. Đấy là như nào? Ăn gần một thẻ rồi bây giờ. Cái đấy trả mà 20 triệu. Cái này có trả mà người ta. À, mình trả người ta 20 triệu gì? Thế là có 80 triệu. À đây đây, thế thì anh ấy đã bảo là thu nợ, có thể thu nợ người ta thu 20 triệu lại đúng không? Còn nợ lại 40 triệu, 80 triệu gì? Đúng rồi. À đấy. Thế cơ, bây giờ chỗ này là 40 triệu này vẫn còn? Có chứ. Ây da da. Thế bây giờ thêm 100 triệu này, 80 triệu nữa là đây thành 120 triệu à? Không, 100. 40 triệu là trả hết rồi à? 40 triệu trả hết rồi. Đây nhưng mà dư nợ trong còn hạn này sẽ 40 triệu là sao? Dư nợ trong hạn này. Ờ, 40 triệu đây thì... Chúa thì vay 1 triệu bù cho người ta ấy. Thì mới có lãi về thì mà có 100 rồi. Thế vay 40 triệu này hết rồi gì? Đúng rồi. Hết chưa? Tài. Phú. Hết 40 triệu rồi gì? Bây giờ còn 100 triệu mới này gì? Đúng rồi. Là còn, hôm trước trả 20 triệu rồi còn 80 triệu gì? Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Anh chưa vay, anh chưa biết được. Này, bà con chữ ký dấu này, em chưa hiểu chỗ này mới mà. Hạn trả nợ cuối cùng này, em Tuyên không biết này. Thu, à đây này, hay là thu nợ 40 triệu đây này. Đây. À. Đâu đầu thế nhỉ? Sẽ thu nợ, mùng 5 tháng 4 thu nợ 40 triệu là hôm nay vay 100 triệu xong thu nợ lại 40 triệu luôn à? Đúng rồi. Phải không? Phải chứ. Phải như công. Có nghĩa là từ đầu em vay 40 triệu. Xong đợt này em làm sổ vay 100 triệu. Xong thì hôm đấy là người ta thu luôn 40 triệu cũ của em luôn. Đúng không? Đúng rồi. Thì mà còn 100 triệu mới. Thế là còn 100 triệu mới. Vâng. Xong rồi sau làm xong nhà. Thì hôm mùng 5 tháng 5 lại đi trả 20 triệu. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, hiểu rồi. Đây cô chú ạ. Đây này. Bây giờ mình mới hiểu mình chưa vay bao giờ. Mừng năm tháng 5 2022 này cho vay 40 triệu này, lãi suất 6,6 này. Đây này. Đến ngày mùng 5 tháng 2007 này vẫn còn tổng dư nợ 40 này, dư nợ trong hạn 4 vẫn là 40 này, đợt đấy là chỉ đóng lãi hàng tháng thôi đúng không? Còn này, ngày mùng 5 tháng 4 2024 chính là cái ngày đi vay cái gói 100 triệu này. Xong rồi hôm đó người ta phải thu lại cái nợ cũ thì mới được vay cái nợ mới này đúng không? Đúng. Thế là trả luôn cái nợ cũ là 40 triệu. Đây này. Tổng dư nợ là không này. Và giải ngân ngày mùng 5 tháng 4 vay 100 triệu. Hạn cuối là mùng 5 tháng 4 năm 2029 là 100 triệu đây. Và hôm đó là ngày hôm sau đi trả luôn 20 triệu à? Đây ngày hôm sau mùng 5 tháng 5 này, thu nợ này trả 20 triệu này còn 80 triệu. Đó, thế là còn ở đây là còn 80 triệu nữa. Đó. Chứ thế là vay ta cũng đi vay 100 triệu các ông chú ạ. Đi vay 100 triệu để xây nhà. Thế sao giấu? Anh hỏi sao lại... Sao anh hỏi có gì mà sợ mà phải giấu? Đây là vay ngân hàng thì sợ gì, có phải lãi đâu mà. Chắc bà con sợ là bảo đây là vay nặng lãi là sợ anh nói à? Sợ gì? Đây là không phải vay nặng lãi. Vay ngân hàng này đúng. Vay ngân hàng nhà nước là lãi rất là ít. Mà các cô nhà nước người ta hỗ trợ cho vay mức lãi suất cực kỳ thấp. Lãi vay chỗ này thì mới là chuẩn này. Ừ. Còn đừng vay riêng ở ngoài như nhà anh Thà mới là chết này. Lãi ngập ta ở nhà dân thì phải một triệu thì 100 nghìn á. Ừ. Tiền lãi. Đấy, vay chỗ này được. Đây các ông chú đây nhá. Bây giờ mới vỡ lẽ ra nhá. Giấy bút này này. Giấy trắng mực đen đây các chú nhá. Nhà thề thì bây giờ không còn cái sổ này rồi đúng không? À, nhà thề còn sổ này không? Không. Đợt trước trả hết rồi còn gì nữa. Đây các chú nhá. Chỗ này thì ngân hàng chính sách đấy đang hiện tại là hai vợ chồng thì làm xong nhà vẫn còn nợ anh em họ hàng với lại một chút nữa với lại là đang nợ trong ngân hàng là 80 triệu đồng đấy. Đấy thì thế bây giờ nào, bây giờ thử tính lại xem lần nữa xem xây cái nhà này hết bao nhiêu tiền. Nhỏ là không tính đâu. Đấy, tính cái tiền 80 triệu này là mua đồ ăn đồ uống này lặt vặt nhiều đấy. Đúng rồi. Thì mà tính cho nó rẻ rẻ thôi thì mà ai thấy là thì là.
chỗ bên mấy lầu người ta mà mua sẵn gạch người ta chả dám xây cái nhà này 100 triệu. Người ta chả dám xây. Ở đây thì xa hơn thì mua còn ví lìa đấy ở nó qua một phần ở đi trở xuống ở dưới này thì một phần luôn đấy thì là đấy ở nó qua là được một cái nhà thì làm được hai cái đi xuống ở dưới này thì là được một cái nhà này thì là ở nó qua thì được hai cái luôn nó thật. Thì nói chung là anh ở đây cũng biết mà cái công vận chuyển mình rất vất vả. Vâng. Kể cả ví dụ đi vác cái cửa này với vác tấm bờ lô này. Hôm đấy nhờ bà con đến là cũng vất phải mua gà, mất nhẹ nhàng phải tầm 2 triệu tiền ăn này. Đúng rồi. Ví dụ cái nhà này mình thử khóa cho thì phải bà lô này thì phải 1 tấn 25 nghìn mới chở nó có xuống vào đây. Họ vác á? Thuê á? Mình ví dụ em khóa đấy, em khóa đường cái nhà mình tự làm cho chủ nhà tự ở luôn thì cái bà lô này thì phải 1 tấn 25 nghìn. 25 nghìn. Ừ, xong rồi ví dụ như xi măng 20 nghìn một bao nữa là 20 nghìn một bao thì phải chợ tàu chợ ít ra chợ nhiều thì 30 nghìn đấy. Thì ngày trước là cái nhà trường học thì một bao 50 mà chưa đợt chưa xong đường. Chưa xong đường. Đợt chưa xong đường. Tự người thì thấy một cam giàu hoặc một cam xa tự muốn gàm cho một can xăng đã rơi tầm 20 lít là gần 1 triệu rồi. 20 lít xăng nhờ đường bà con đến bà con tự muốn thứ an vào thì rơi tàu chuyển dưới 1 triệu thôi. Hơn một can xăng nhá 20 lít. Bây giờ hôm anh em mình đi mua là hiện tại xăng là bây giờ 25, 10 lít là 250, đúng rồi. Một can là rơi tầm 500 500 tiền xăng. Đấy, xong rồi còn tiền gà, chip của 500. Xong rồi gà nước, rượu, bia. Đấy là thế là bạn phở rau này. À, không tính tính đỡ đỏ đấy thì nhờ bà con thì cũng rẻ hơn một phần nào nhưng mà vẫn mất phải tầm rơi vào đấy 500 tiền xăng. Nhờ bà con rượu bia đồ ăn đồ uống thì nó nhẹ nhàng vào tầm 1,5 triệu đấy. Nói chung nhờ bà con vận chuyển vào mất tầm 2 triệu. Mất một buổi khoảng đấy 2 triệu. Nó trông à. Ở chỗ tới. Sa là chỗ. Cho à, ô chế thế sao? Chuyên vào một plot cho là đủ nên không? Chứ nhờ vắt bằng lơ thì hơn 2 triệu. Đấy. Để khỏi thế thôi, rẻ mà. Rẻ. Đấy. Hai vợ chồng Phú Kiến này đi vay tiền cục kia nên là cũng không dám tính đến cái tính lặt vặt như này. Nhưng mà lặt vặt mới là tiền. Đấy. Một ngày đi nhờ như thế tiền ăn nó rất là nhiều cô chú ạ. Nên là bây giờ em Tuyên cũng rút kinh nghiệm. Đợt trước xây nhà năm bà cháu, em Tuyên cũng bảo nuôi ăn. Nhưng mà bây giờ tại sao trong cái đợt gia đình 7 mẹ con em Tuyên là không nuôi ăn nữa. Khoán luôn. Đúng rồi. Khoán luôn và người ta cần bao nhiêu gạo, bao nhiêu thức ăn là em Tuyên. Người ta cần 5 cân cá, mua cho 5 cân cá. Một bao gạo 50 cân mua luôn. Và tặng cho thêm 2 kiện mì tôm. Đúng rồi. Đấy, nói luôn. Em Tuyên khoán luôn như vậy để cho dễ dàng. Chứ bây giờ mà nuôi ăn ấy, em Tuyên đã dính vào một lần rồi. Chứ là nuôi ăn mới là vất vả. Nuôi ăn chắc là phí tiền nhiều nhé. Nuôi ăn rất nhiều cái, wow. Sinh là tốt nhất là em Tuyên không nuôi ăn nữa. Nên là tại sao trong cái vấn đề xây nhà 7 mẹ con là như vậy. Đấy thì nói chung là cũng rất là cảm ơn các cô chú đã trong thời gian qua đã ủng hộ cho gia đình Phú Kía. Thì thề có thể cho anh mượn mic cho vợ chồng Phú Kía thì nói chung là bây giờ thì mới vỡ lẽ là vẫn có vay tiền ngân hàng để xây nhà. Cũng vay một gói 100 triệu liền. Đấy, mà bây giờ chỗ này anh thấy sai sai kiểu gì ấy nhỉ? Đây thế.
Bây giờ mới ngỡ ra nhá. Vay 100 triệu. Trả 40 triệu thì còn 60 triệu chứ. Không. Còn cha chứ. Đây nha, anh đang không hiểu chỗ này nhá. 100 triệu đúng không? Đúng. Đây là 10 này. 100 triệu đây. Đúng rồi. Trừ đi 40 triệu đúng không? Chứ nó phải còn 60 chứ em. Không, mình có còn 60 triệu nữa chứ. Sao mà có 60 triệu cả vé. Ừ. Thì sao? Mà ở đây thì phải có 100 triệu tiền nhà nước chứ. Thì mà có 60 triệu mà cầm về. À không, nhưng mà đây này sao lại thu nợ 20 triệu vẫn còn. Cái đấy thì phải trả nhà chủ nhà tự trả. Quên. Em tuyên sorry cô chú, bây giờ tính nhiều tiền quá loạn. Thì ghi ở đây vẫn phải là 100 triệu đúng không? Trừ 40 triệu vẫn còn 60 triệu. Ai nghĩ 60 triệu mình cầm về nhà cơ mà. Đúng rồi. Em tuyên quên. Em tuyên quên loạn tính nhiều tiền quá đau đầu loạn đấy. Thì các cô chú thì cũng nói thật với Phú Kía là như này, trong cái thời điểm mà hai vợ chồng xây nhà thì nói chung là kênh của anh thì là một kênh nhỏ thôi, nên là cũng không thể giúp hai vợ chồng được nhiều hơn. Thì nói chung là mình cũng vẫn phải biết ơn các cô chú đã trong thời gian qua đã ủng hộ cho mình cũng ít nhất là được hơn 40 triệu để xây nhà, đúng không? Đấy là một cái số tiền anh nghĩ là cũng tương đối lớn đấy thầy ạ. 40 triệu cũng không phải nhỏ. Nói chung là giúp được mình rất nhiều bao xi măng. Rất nhiều. Đúng không? Xi măng thì mình không đến được như thế cả. Đúng không? Giúp được mình xi măng bờ lô này, gạch đá này, sắt thép này. Thế thì đấy là một cái số tiền cũng tương đối lớn. Thì hai vợ chồng có lời gì cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không? Và có lời gì muốn cảm ơn và nói với các cô chú không? Thì cứ nói đi. Rồi cháu xin cảm ơn các cô bác chú nhé. Rồi cho mỗi tiền làm đùa nhà. Rồi cho tiền mua xi măng. Rồi mua cái gì cũng mua làm nhà đùa rồi. Rồi xin cảm ơn nhiều nhé. Không có cái gì. Đâu kia thế nào? Vợ thế nào? Hai vợ chồng rất là làm việc rất là tốt đấy. Thôi cứ nói tiếng Mông xong thề dịch cho bạn được. Chả là cho nên giờ chúng ta lại ôm hút phá chỉ mù tê tơ đó chả là lỗ gì đó chúng ta đây chả. Đâu ông thề sửa dịch lại cho anh xem. Chả là phúc kế bỏ phúc kế. Phúc kế chắc là bỏ phúc kế xưa. Nhận tiền các cô của các chú của chú Mạnh Thường Quân một phần cửa rất là lớn, được đồng hành của hai vợ chồng là đường cái nhà mất mà phú và chị kia thì không biết nói gì hơn, chị kia thì biến nó xin chú các cô của các chú của các anh chị chú Mạnh Thường Quân một chú sức khỏe bố vệ luôn luôn có tông nhiều đôi thêm may mắn. Có thể cùng chung nguyện thế thôi. Vâng. Thế là các cô chú ạ, thì bây giờ thì cũng một lần nữa thì xin cảm ơn các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã ủng hộ và đồng hành kênh Đường Hà Giang, đã giúp được những gia đình ở đây số tiền và giúp đỡ cho bà con để có tiếp thêm động lực cho bà con xây ngôi nhà này lên. Đấy thì để cho một xây một ngôi nhà trong này thì mọi người ạ, đấy không hề đơn giản chút xíu nào, chứ không phải đôi khi mọi người bảo là 50-60 triệu 100 triệu xây được ngôi nhà trong này. Chắc chắn là không được, em tuyên dám đảm bảo 100%. Không có ngôi nhà là 100 triệu, 100 triệu thì không thể được như này đâu. Đơn giản nó không được rộng rãi, thoải mái và được cao ráo, thoáng mát như này. Mà đây mới chỉ là bờ lô nhé. Còn tôn xốp nữa thì chắc chắn là không được. Đấy thì đây thì mọi người thấy một cái sổ nợ vẫn còn đang nằm đây. Vợ chồng cũng phải đi vay thêm về để lo mà xây nhà. Đấy, mừng 5 tháng 4 thì mọi người biết thời điểm đấy là vợ chồng A Phú đang, em tôi nghĩ là được là cũng không còn ai vay ai được rồi. Vay số tiền lớn đấy không ai có cả, nên là phải đi vay nhà nước, và cũng rất là may chúng ta mượn được cái món tiền ở nhà nước này. Thì bây giờ thì hai vợ chồng cũng đang rất là lo lắng về cái số tiền nợ. Thì em Tuyên sẽ xin nói là cái số tiền nợ của em Tuyên ấy, em Tuyên sẽ cho nợ, bao giờ có thì trả sau. Hơn 2 triệu thôi em Tuyên không có, nhưng mà em Tuyên sẽ cho nợ được. Còn chủ yếu là các hai vợ chồng đi làm thuê để sau này trả được cái số nợ ở ngân hàng thôi. Và nó thì bây giờ thì có lẽ là em Tuyên cũng xin phép thôi, hai vợ chồng cũng chẳng biết nói gì rồi. Bây giờ chẳng lẽ bà nói là mong các cô chú ủng hộ thêm thì cũng không đành.
cũng em tuyên nói thật là như vậy, nhưng hai vợ chồng thì cũng đang rất là lo cái khoản nợ nó khá là lớn này, 100 triệu, vẫn còn 100 triệu, 80 triệu trong gia đình nữa. Thì đây là một khoản nợ thì em tuyên nghĩ là hai vợ chồng cũng phải cần lực đi làm đấy. Thì thôi, thì bây giờ thì em tuyên cũng có lẽ là xin phép được tạm dừng ngôi thôi, thông báo để cho cô chú biết là để có một ngôi nhà mới nó khó khăn như nào và vợ chồng phải lo về kinh tế như nào đấy. Nên là hai vợ chồng Xính Pà phải làm, chứ không để được, không được nhanh nhẹn như hai vợ chồng Phú Kiến này thì không thể có được một ngôi nhà sớm một chiều được, cô chú ạ. Phải làm thì mới xây được nhà nhé. Thế thì thôi, thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở theo. Mong rằng video này nhận khi công chiếu lên thì có thể hy vọng cái số nợ và cái số tiền này thì có thể hai vợ chồng Phú Kiến là hai vợ chồng rất là tuyệt vời trong công việc làm đường, công việc chung của thôn, thì có thể nhận được thêm những sự nhân duyên giúp đỡ các cô chú để có thể giúp phần nào cho hai vợ chồng có thể trả được cái khoản nợ, trả đỡ được cái khoản nợ thôi chứ không thể trả hết được, hoặc là trả đỡ được cái khoản nợ trong gia đình, hoặc là có thể mua sắm đồ cho gia đình. Thì em Tuyên vào thấy là chỉ có nhà không thôi chứ đồ đạc cũng chưa có gì cả. Hy vọng là có những cái tin vui phần nào đó cho hai vợ chồng Phú Kiến nhá cô chú nhá. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào mọi người ạ.